Trước giờ khởi hành ra sân tập vào ngày 21 tháng 8, một cơn giông lớn đã ập đến khiến ban huấn luyện của đội tuyển U22 Việt Nam e ngại sẽ rơi vào tình huống giống như buổi tập cách đây 2 ngày, nên ban huấn luyện đã quyết định thay đổi kế hoạch tập luyện đôi chút. Thay vào đó, thay vì ra sân tập, huấn luyện trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã cho các cầu thủ tập thể dục thả lỏng và căng cơ trong khuôn viên tầng 15 của khách sạn. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến công tác chuyên môn, bởi với mật độ thi đấu dày đặc như hiện tại, các buổi tập hầu như chỉ nhằm mục đích phục hồi duy trì thể trạng, sự hưng phấn và giải phóng sức ý của các cầu thủ. Trước đó, vào buổi sáng, ban huấn luyện và các cầu thủ đã họp rút kinh nghiệm sau trận đấu với Philippines, đồng thời mổ băng phân tích đối thủ Indonesia sắp tới. Đây cũng là trận đấu có thể sớm quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng B của đội tuyển U22 Việt Nam. Vì vậy, ban huấn luyện yêu cầu toàn đội phải nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao nhất. Trận đấu giữa đội tuyển U22 Indonesia và U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19:45 ngày mai trên sân vận động Seleyang. Tại trận đấu này, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng sẽ có đầy đủ lực lượng tốt nhất với sự trở lại của Xuân Trường và Văn Hậu và không có bất kỳ trường hợp chấn thương nào. Trong khi đó, đội tuyển U22 Indonesia bị xem là sẽ gặp bất lợi khi ra sân mà không có sự phục vụ của tiền vệ ngôi sao Ivan Dimas do nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu gặp Timor Leste vào tối qua.